Ok, chào anh em. Sau đây tôi sẽ hướng dẫn anh em cách để đá một đòn đá làm sao cho chuẩn nhất và mạnh nhất. Anh em chú ý nhá. Anh em chú ý này. Khi chúng ta đá này bằng trước mặt luôn luôn cúi sát. Chân này trọng tâm luôn luôn ở giữa, thăng bằng ở giữa. Được chưa? Khi mà trước khi chúng ta bước lên này, tay lấy đà, đồng thời chân bước ngang, được chưa? Vừa bước ngang mở ngang và kiêng chân cùng một lúc, đồng thời tay thoát sang lấy đà, và khi chúng ta đá lên này, kiêng dướn lên, chéo lên phía trước. Khi chúng ta đá lên như thế nào thì thu về như vậy. Băng. Chân đặt về vị trí cũ. Sau đó bước lại luôn, lấy lại thăng bằng để xử lý tiếp theo. Lại này. À. Em nhìn chú ý lại cái chân này và tay này, tất cả đều làm cùng lúc. Băng. Em băng. Băng à, tay nó giống như cái máy chèo của thuyền này. Chúng ta đẩy nhanh thì cái thuyền đi nhanh, và khi nhanh thì nó sẽ mạnh. Lực từ hông và vai xoay cùng một lúc, thêm một lực nữa, lực dướn nữa. Đó, chúng ta sẽ thêm một đòn đá, chúng ta sẽ tạo thành một đòn đá rất là mạnh. Được chưa? Lại một lần nữa này, mạnh này. Cảm ơn anh em đã theo dõi clip của chúng tôi. Hẹn anh em clip tiếp theo.